Dạ, xin kính chào tất cả các bà cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì con cũng tiếp tục nói về cái câu chuyện của con xiến máy đó. Thì sau khi là tính lên trên cộng đồng mạng mồi chài ăn mày mạng và bị lật tẩy chiêu trò của tụi YouTube và cái gia đình xiến máy hủ hí này đó, thì bây giờ là nhắm là không ai cho nữa rồi và không dám xuất hiện nữa rồi đó. Rõ ràng là lợi dụng cái đứa bé trong bụng trong khi chưa có một cái kết quả gì của bác sĩ cho rằng đứa bé ở trong bụng là không thể nào mà sống được, hoặc là sanh ra sẽ bị dị tật. Con nói thiệt á, nếu mà bác sĩ cảm thấy mà cái đứa bé lúc mà còn nhỏ là lúc mà còn bỏ trong bụng được á, tức là mình không giữ lại đứa bé á, là nếu mà phát hiện đứa bé dị tật thì bác sĩ người ta cũng hỏi ý kiến của gia đình. Giờ sanh ra hay là làm bỏ em bé đó, chứ bây giờ nó bị dị tật, con này con cái nó có gì đâu, bình thường. Bữa hổm thằng Hữu mất hí với con Nga nổi á, cái vụ mà thằng Hữu hí đi chơi bậy, thật ra mới phát hiện cũng không có đến nổi đó, mà tại tụi nó làm lố làm quá, trời ơi. Tụi nó nói trời ơi, một là giữ mẹ, hai giữ con, không thôi là giữ con hoặc giữ mẹ gì, ôi nói tùm lum tùm lưa hết trơn vậy đó. Nó làm quá lên để nó dễ nó ăn mày, nó mồi chài. Trời ơi, tụi bay ha, tao nói thiệt ha, đồng tiền á, mồ hôi nước mắt của mạnh thường quân, mày không có dễ nuốt trôi đâu. Khán giả người ta thấy thì người ta sẽ lật tẩy cái chiêu trò. Giờ sao rồi, YouTube bỏ chạy hả? Nghỉ quay hả? Đó, bây giờ một số YouTube bỏ chạy, gia đình xiến nái hủ hí bơ dơ rồi, không biết dựa dẫm vào ai rồi. Cái gì cái chứ cũng vừa vừa phải phải thôi. Hổm gài cũng quay lại gần rồi thấy thì thôi, cũng không thèm nói tới. Còn giờ đưa ra cái câu chuyện đứa bé làm lên quá lên, ai đâu mà đi lại bệnh viện chuẩn bị sanh và nở hai phân rồi mà bác sĩ nào dám cho về không. Mày nói hay quá trời ha. Mày hỏi hết thử ông bác sĩ nào điều trị mày, mày thử mày đưa lên trên cộng đồng mạng thử coi. Không có ai mà nói là nở hai phân, trời ơi, người ta vô bệnh viện người ta đau bụng mà chưa có nở phân nào luôn nữa kìa. Chưa có nở phân nào nữa đó, là người ta còn nằm ta chờ để cho nó nở xong là tiếp tục nằm ở bệnh viện nữa, là để chờ ngày sanh nở chứ có đâu. Tụi bay nó tự đặt điều đặt chuyện, rồi ông bác sĩ điện cho xiến nái như thế này như thế nọ. Tao nói mày nghe nè, không có ông bác sĩ nào gánh điện cho người nhà hết trơn, trừ khi quen biết thân thiết bà con của họ. Còn mày muốn gì mày vào cái phòng bệnh của con Nga nó nằm đó, mày liên hệ với cái người trực cái phòng đó, điều dưỡng, y tá, bác sĩ gì đó. Chứ còn cái ông bác sĩ ông khám, ông chỉ tha khám đồng loạt ở một cái khu đó. Tao nói với mày, ví dụ như bên khoa sản thì là chuyên bên cái khoa sản đó, hoặc là khoa nội khoa ngoại, ông đi khám xong rồi ông về, còn tất cả các khâu còn lại, thậm chí thuốc men này nọ là cũng do là y tá hoặc là điều dưỡng. Trời ơi, tụi bay cũng vừa phải phải thôi mẹ ơi. Tụi bay không có từng đi học, cho nên là đầu lên ăn nói bậy bạ như vậy, ai đâu mà tin. Thật ra bây giờ cái gia đình xiến nái hủ hí, cho dù nó có sự thật đi chăng nữa cũng không ai tin. Mà nếu mà nó có sự thật thì nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó chứng minh, cũng như bệnh án con Nga như vậy, nó như vậy đó, là nó chứng minh cho mà thấy. Tại vì nó cố chứng minh mà sự thật để mà nó moi tiền mà. Mà tụi nó có bệnh hoạn gì dữ tợn gì đâu mà làm quá. Rồi sao rồi hủ hí con mày hai cái thận nó bể vậy đó, rồi nhắm nó sống nổi hay không? Mà mày nói bể thận thì chắc sanh ra mù hoặc điếc này nọ, không có đâu, bể thận không có sống được. Còn giãn cái bể thận là nó khác nha. Đó thì tao cũng chia sẻ lên rồi, giãn cái bể thận là không có cái gì đáng ngại hết trơn, là cũng như bình thường đó. Khi mà sanh đứa bé ra rồi là không có bị gì hết đó. Trời ơi, còn mày nói là bể hai trái thận thì mày nhắm con mày sống hay không? Mà con mày nó không sống được, nhắm con Nga nó mạnh khỏe như trâu vậy không? Tao nói con mày trong bụng một cái sinh vật mà trong bụng mày tưởng tượng đi, nó chết ở trong chổng. Tao nói ví dụ vậy đó, rồi mày thử con mẹ coi nó sình bụng không? Tao hỏi thiệt, mày tưởng tượng như con cá vậy thôi đó, nó ăn con cá vào bụng vậy rồi nó không có đào thải ra được thì mày nghĩ nó sình bụng không? Còn con của mày có cái gì đâu. Mà một khi đứa bé mà nó đã bể với thận rồi thì nó không còn sự sống trong cơ thể nữa,
đó là nó có vấn đề, nó trục trặc rồi. Đó, rồi mày nghĩ thử coi, rồi mẹ với con luôn, nó cả lẫn mẹ và con luôn à, chưa chắc gì an toàn. À, nếu mà con mày có chuyện gì trong bụng là người ta lập tức người ta mổ khẩn cấp luôn để giữ người mẹ, tại vì đứa bé nó mất rồi. À, nếu mà nó bể thận thật sự thì nó mất rồi. À, mà mày không mổ lấy ra đó thì người mẹ sẽ bị nguy hiểm. À, trời ơi, à, mày ha ngu, à, cái lũ của tụi bay ngu. À, mày ha muốn nói dốc nói dối thì mày phải viết một cái kịch bản và mày nhờ á cái người nào mà người ta chuyên môn bên ngành y. À, người ta hiểu am hiểu về á, bên hai cái ngành y người ta nói rồi mày hả dựa theo đó mà mày kêu nó diễn. Còn này mày muốn á, con Nga đẻ là con Nga đẻ, con Nga không đẻ là con Nga không đẻ, cái gì mày cũng quay rồi mày đặt điều đặt chuyện, bệnh nặng hay không nặng cũng do tụi bay. Trời ơi, thậm chí bệnh con nói thiệt ha, nhiều khi tụi YouTube nó nói con xiến nái với hủ hí, nó ngơ ngơ ngắt ngắt luôn á, nó ủa vậy hả, trời, bản thân nó còn không biết hết á. Thì mày vừa phải thôi mày ơi. Trời ơi, tao thấy tụi bay ha, quay gia đình xiến nái có cái gì đâu hay ho. Mà nghe nói là bây giờ quay qua thằng Kiệt Nhi đó phải không? À, tụi bay quay qua tới thằng Kiệt Nhi nè. Chị Thiên Thơ, mày tiếp tục lên án cái cặp Kiệt Nhi này nữa nè. À, con nhỏ Nhi đó là con nhỏ đó là trời thần cũng không có thua kém gì thằng Hữu Hí đâu. À, giờ ha, ăn cái vụ mà Hữu Hí hết được rồi, rồi chạy qua tới Nhi rồi. Nhi khờ với thằng Kiệt rồi. Mình quay mình cũng lựa nhân vật, trời ơi, cho nó hả đàng hoàng, già cả này nọ hả, mình giúp đỡ cho nó có nhân văn đồ tí xíu, mà giúp đỡ toàn là thành phần làm biết mồi chài ăn mày mạng gì không, mà quay giúp đỡ làm cái gì. À, tụi nó còn sức khỏe nó đi lao động được mà nó ăn trời ơi gấp mấy lần người khác luôn nữa mà không chịu đi làm. À, như con Nhi khờ đó, giả bộ té gãy giò gãy tay gì biết bao lâu nó lành mẹ rồi, đi rồi giật gì đó rồi nó đi ăn xin ăn xỏ, cái miệng thì thôi nói hay chảy bọt mép gì đó. Tụi bay quay có gì tụi bay quay hả, tao hỏi thiệt, nhưng xiến nái như cặp con Nhi khờ đó có gì để cho tụi bay quay lan tỏa cái gì, lan tỏa một cái hình ảnh thanh niên mới có ba mấy tuổi. À, rồi bắt đầu hả đi ăn mày ăn xin gì hả, có gì hay không, tụi nó có gì hay, có gì nổi tiếng không, có gì đáng chia sẻ không, có cái gì để mà đáng học hỏi hay không. À, bây giờ ít nhất là mình quay cái tấm gương hiếu học, à, nhà nghèo vượt khó học giỏi, hoặc là người mẹ già lam lũ nuôi mấy đứa con bị bệnh tâm thần. À, hay là nuôi cha mẹ già nữa, đã già rồi mà cha mẹ còn già hơn nữa, à, phải đi làm để nuôi. À, mày phải quay như vậy đó thì nó lan tỏa được cái hình ảnh đẹp. À, còn tụi bay quay trời ơi, con xiến nái nó ngồi nó ăn trời ơi, nó đưa ra chành bành vậy đó. À, nó ngồi nặng hồi nè, nó cô chú nhìn đi. À, cô chú nhìn cái hình thumbnail con để lên đó. À, nó ngồi chành bành chừ bự vậy đó. À, rồi đầu hả nó ăn. À, rồi thằng Hữu Hí cũng vậy. À, cũng vậy luôn, lên trên cộng đồng mạng ha. À, đầu hả nó dốc nó gạt nó gẫm rồi ăn thì không ai ăn lại. À, cái gia đình này là không ai ăn lại đâu. À, nhưng mà phải chia, mình ham ăn ham làm thì ai nói, con này ham ăn mà biến làm, bởi vì mới có cái câu chuyện các anh em mới mổ xẻ được. Con nói thật, nếu mà các anh em phản biện ha, mà sai thì không bao giờ ai xem, mà nếu mà phân tích mà không đúng ha thì tụi nó không bao giờ mà bỏ gia đình của Hữu Mất Hí với xiến nái đâu. À, để chạy qua nhân vật khác đâu, tại vì nói quá đúng, nói mà không có thể nào mà trả lời được luôn đó, con nói thiệt. À, nội cái vụ mà hai trái thận bể là thấy hết sức vô lý rồi. À, bể mà còn sống mà con Nga thì không có bị gì. Trời ơi trời, tôi bay nói gì ai tin. À, mình nói thì mình phải có một chút kiến thức, mình động não tí xíu, nói cái gì cho nó hợp tình hợp lý. À, mặc dù mình nói dốc đi nữa nhưng mà nó cũng hợp tình hợp lý. Còn này mày như là gâu ông này cấm càm bà kia vậy đó. À, sao mày hả không quay lên mày nói con Nga là không có phải là có bầu đẻ, mà thằng Hữu Hí á, à, có bầu đẻ vậy đó, mày nhắm mày quay vậy người ta tin hay không. À, thì cũng như cái câu chuyện của Nga này thôi và con của nó thôi, tôi bay làm quá đâu ai tin. À, thằng Hữu Hí gõ gà nó con trai mà tôi bay quay lên nó thằng Hữu Hí mang bầu kêu gọi tiền từ thiện này nọ, tao ví dụ vậy đó ai tin. À, thôi thôi bớt bớt rồi đi mấy cha nội ơi, xàm bớt rồi cái gia đình của thằng Hữu Hí á, xiến nái rồi ha. Tụi bay bớt chuyển lại. À, thì cuộc đời của tụi bay sau này còn có thể người ta ngoảnh lại, còn mà nếu tiếp tục dối lừa gạt cộng đồng mạng thì tụi bay tàn đời. Tao nói tàn, tao nói thật, tàn đời. Dạ thôi thì cái clip hôm nay con làm đến đây thôi, con hẹn tất cả các bà cô chú vào clip sau.